Alo, anh Huy đó hả? Tôi Jimmy Nguyễn, đồng nghiệp của Nhã Lan đây. Sao anh nghe điện thoại của Nhã Lan? Cô đâu? Cô ấy đang sốt rất cao. Anh đang ở trong phòng của Nhã Lan hả? Anh làm gì ở đó? Anh bình tĩnh đã. Tôi chỉ là đem thuốc qua cho cô ấy thôi. Tôi đang về phòng thì anh gọi đó. Nhã Lan bây giờ sao rồi? Cô ấy mới uống thuốc, giờ cô ấy ngủ rồi. Tại sao cô không nghe điện thoại của tôi? Bây giờ cô ấy không thể nói chuyện. Ngày mai cô ấy sẽ gọi lại cho anh. Ê nè, nè, alo. Nhã Lan đi công tác Đà Nẵng với Jimmy Nguyễn rồi. Đi Đà Nẵng hả? Ừ, hình như có kết hợp đi chơi nữa. Bà biết ba đã làm khổ rất là nhiều người, trong đó có Nhã Lan nữa. Dù gì ba cũng muốn gặp lại nó một lần cuối trước khi ba ra đi. Alo, tôi nghe nè. Hello Jimmy, mọi chuyện tốt đẹp chứ? Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng Vion. Nhã Lan. Ông Tân. Sao con kêu nó tới đây? Ba. Anh Huy. Ông Huy có trốn nữa. Đi ra đầu thú đi. Không, tao thà chết chứ tao không bỏ tù. Buông ra. Hôm nay tôi phải đưa ông về. Buông ra. Anh Huy. Buông ra. Anh Huy, đừng mà anh. Nhã Lan. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng Vion. Ông Tấn là kẻ chủ mưu thì bây giờ cũng đã bị bắt rồi. Cái tôi quan tâm bây giờ là tên sát thủ đã trực tiếp gây ra vụ tai nạn năm đó. Cái tên nhất thuê đó bây giờ vẫn còn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ông Tấn đã bị bắt thì chắc chắn ông ấy sẽ khai ra kẻ giết người năm đó là ai. Thật ra cái đám sát thủ chuyên nghiệp á, nhiều khi tụi nó cũng không quan tâm đến ba cậu là ai đâu. Cái đám giết thuê nó không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài tiền. Bà nói đúng. Tại sao trên đời này lại có những kẻ máu lạnh ghê tởm như vậy chứ? Mà Minh Huy, anh không nhớ bất kỳ một chi tiết gì liên quan đến hắn ta hả? Khuôn mặt thì tôi không nhớ được, nhưng có một thứ, nó giống như một cái mặt dây chuyền hình anh cọp, nó cứ đung đưa trước mặt tôi vậy. Minh Huy nãy giờ nó chưa ăn gì đó con, kêu cái gì cho nó ăn đi ha. Minh Huy, cái mặt dây chuyền hình anh cọp đó, ở trên đó có bất kỳ họa tiết gì đặc biệt không? Có. Một con mắt màu đỏ nhìn như mắt quỷ vậy đó. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng Vion.